Chào mừng bạn đến với kênh Thủy Sinh Vlog. Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông. Chào mừng các bạn đến với kênh Thủy Sinh Vlog. Video này mình sẽ giới thiệu với mọi người mẫu hồ thủy sinh của mình đang thanh lý. Đây là mẫu hồ kích thước 30x30 nha mọi người. Kích thước rất là lớn và rất là thích hợp để nuôi cá thủy sinh và nuôi cá cảnh oxy. Đây là hồ kiến loại dày rất là tốt, hồ rất là mới nha mọi người. Mẫu hồ này bao gồm full phụ kiện tặng kèm cá cảnh luôn. Hiện tại mình đang bán mẫu hồ này là 800.000, bao gồm tất cả phụ kiện như trong video này các bạn thấy ha, bao gồm hồ kiến nè, một cái hệ thống đèn led thủy sinh có thể đổi màu được luôn, chút xíu nữa mình sẽ mở thử cho các bạn xem, và một cái hệ thống thác nước còn rất là tốt nha. Các bạn thấy nước nó chảy liên tục ha, đó là từ cái thác nước rất là lớn ha. Đây, hệ thống thác nước rất là lớn ha, giúp cho cái hồ của các bạn luôn sạch và nước trong vắt luôn. Đây các bạn thấy ha, kích thước của cái máy lọc này là loại lớn nha, nên công suất rất là tốt và nó chạy êm ru luôn nha các bạn. Giới thiệu với các bạn cái hệ thống đèn led cái hồ này một tí nha. Đây, nó có công tắc này ha, và nó có thể đổi màu. Đấy các bạn thấy ha, nó đang đổi sang chế độ màu tối hơn rồi đấy. Thông đèn led của nó tự động đổi màu rất là đẹp, thích hợp cho các bạn nào thích nuôi cá mà sử dụng đèn hiệu ứng mờ như thế này. Còn không thì các bạn có thể tắt mở lại thì tự động nó sẽ chuyển sang trạng thái đèn sáng trắng bình thường thôi. Đó, rất là tiện và dễ chơi ha. Thì bạn nào muốn đặt mua mẫu hồ này thì có thể comment bên dưới video này cho mình nha. Tặng kèm cho các bạn tất cả các loại cá cảnh ở bên trong cái hồ này luôn, bao gồm cá ông tiên nè, các loại cá thủy sinh và mấy con cá chuột này luôn. Thấy cá chuột này mua cũng rất là mắc tiền nha các bạn, mình thấy nó rất là to nè, đó nên nó rất là mắc tiền nha, tặng cho các bạn luôn. Rồi video hôm nay mình chỉ làm đến đây thôi. Các bạn có câu hỏi gì hoặc là muốn đặt hàng có thể comment dưới video này nhé. Hẹn các bạn ở video sau. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh Thủy Sinh Vlog để xem những video mới của mình nha. Xin thank you.